Bác khỏe lại chưa? Bác thì khỏe rồi nhưng mà kẹt cái là hôm nay là cái đường dây internet của nhà bác nó bị hư 2 ngày, nó không có mạng cho vì đó không có làm gì được. Thì hôm nay bác lên đây bác trả lời cho thằng IQ luôn. IQ đây là cái thằng thằng IQ đen nè. Cụ đen với thằng Hải Nguyễn bác ạ. Thế tôi Hải nói Nguyễn lâu chuyện lắm rồi. Thằng thôi được. thằng cắt cỏ. Thôi kệ đi, để tôi nói chuyện cho mày nghe. Nó nói như vậy: Nga năm 1973 nước Mỹ rút quân về hết, chỉ còn mấy ông cố vấn với lại ở Đức ở tại Việt Nam. Bà là cần gì phải đem quân Vương Trường Sơn bà đánh, để tao giải thích cho tụi bay nghe. Tới ngay thời điểm bây giờ nước Mỹ cũng không tha Việt Nam, mày nhớ không? Nó không, nó làm bằng mọi cách, có nghĩa là vậy. Thứ nhất là đài báo đài, thứ hai nữa là cài cắm. Mày biết ở Việt Nam hiện giờ nó vẫn có một cái trường đại học của nước Mỹ bỏ vô. Bà có một cái năm nào của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phản bác về cái ông coi như tổng giám đốc của cái trường đó không? Cái ông đó, tất nhiên cái thế hệ sau này nó vẫn cài cắm về vấn đề lịch sử nước nhà. Có điểm thứ nhất, điểm thứ hai tôi nói cho nghe nè, nó không phải vì chỗ năm 73 hay năm 75, nhưng mà cái ước nguyện của người dân toàn cả nước là phải thống nhất non sông về một mối. Mày hiểu với tao nói không A Quy? Thành ra vì cái chỗ đó bất kể có hay là không có chiến thắng thì cái người miền Bắc hay là người miền Nam, hai miền cũng đều mong mỏi và một nước Việt Nam thống nhất nối liền Đúng. hai dải đó. Cái điều đó là cái điều quyết định và cái điều chính yếu, mà cái điều đó là một cái nhiệm vụ thiêng liêng của hai miền Nam Bắc đó. Cái đó điều đó mới là nó gắn, chứ không phải vì ở chỗ mà vượt Trường Sơn vào đây tới năm 73 hết đến Mỹ giờ không lẽ rút về Bắc hả, để cho mày lại hả? Mày có mơ không, đủ mà vào tới đây vào tới cửa cửa ngõ thành phố rồi mà còn phải rút về Bắc để mà chừa cái đó, chừa đất cho mày ở hả? Mày nghĩ sao vậy, mày có khùng không, đồ thứ điên đồ mà đó. Vậy nghĩa cho mày nghe gì được chưa? Có nghĩa là cái nhiệm vụ mà tối thượng là của một bất cứ người nào, vừa của miền Nam, mặt trận giải phóng miền Nam và miền Bắc cũng đều có một cái quan điểm rằng thống nhất đất nước. Và cái ngày này, và tôi nói với bạn nghe, không phải riêng ở miền Bắc, cái người miền Nam là Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đã từng nói cái nhiệm vụ này ai cũng muốn làm cả, chúng tôi làm không được thì cái người bạn phía bên kia làm được, chúng tôi ủng hộ, có không Dương Huy? Có À, cái clip cái ấy cái lý chiếu đó trên kênh 4 à. đấy, cái lý đó là cái lý tưởng của người dân Việt, người dân dân tộc Việt, mà hiểu tôi nói đừng cái đổ thừa mà Mỹ không có rồi làm gì vô quánh quánh chết mẹ luôn, quánh tan tành luôn, quánh gạt làm gì tao đủ mấy cái tào lao đủ mà nói mà đều không có biết cục cức gì cũng lên ngồi mà đủ, đúng là thứ cu đen thiệt tình đủ mà không lẽ vô tới cửa ngõ Sài Gòn rồi đủ tới ngày 73 rồi nó giải quyết rồi mà xong rồi cái rút về nguyên nước đủ mà để miền Nam dân cho Mỹ đều nó mở động đĩa hả? Rồi mẹ cái tào lao bởi Hắn đã hỏi này, tôi chỉ muốn nói sau không nó năm toàn này 1973 không còn gọi là kháng chiến chống Mỹ nữa mà chỉ là kháng chiến chống miền Nam, Việt Nam chống người không miền Nam mà không thôi. đúng Nó đánh cho khái niệm. cái mẹ đó đụng má tao có đánh Mỹ hoài đó, làm cả người tao bây giờ thì mày không còn Mỹ bây giờ, ngay tại bây giờ cũng đánh Mỹ luôn, không dập tắt mọi hình thù, dập tắt mọi tất cả những cái chuyện gì mà người nước ngoài không kể Mỹ, kể cả bất cứ ai mà xâm nhập vào những cái chuyện mà muốn quậy phá, muốn lật đổ vấn đề bất ổn, vấn đề xã hội, vấn đề chính trị cho Việt Nam là đánh tắt tần tật được không? Mẹ chúng mày đủ mà hơi sức đập rồi bởi đủ má tụi bay bà quá. Cái thằng Hải Nguyễn nó còn nó lúc đấy là bảo là Mỹ đóng quân ở Nhật Bản này, Hàn Quốc này và nhiều nước trên thế giới thì những nước đó nó giàu có như vậy thì tại sao Việt Nam phải đánh Mỹ? Đánh sao không đánh, đánh tốt hết đủ, mà nếu không đánh là đủ miền Nam, Việt Nam là thành một cái động đĩa lớn nhất Đông Nam Á, được hiểu chưa? Còn kệ mẹ mày muốn theo Mỹ theo Tây kệ cha mày, đất nước của mày, tại vì tao không nói tiếng của mày được, tao nói tiếng Việt, còn mày nói tiếng Nhật kệ cha mày, muốn làm gì làm kệ mẹ mày, tao không quan Và tâm. cháu muốn hỏi nó là á, thế thật sự các nước mà Mỹ đóng quân ở ở đó như Nhật Bản, Hàn Quốc này hay là ở nhiều nước ở ở khối Liên minh châu Âu EU á, khối NATO á, thì thật sự các nước đó nó có được độc lập không?
nếu mà một quốc gia độc lập ấy, thì trên lãnh thổ quốc gia đó không có quân đội của một nước khác nó đóng quân đội chú đó. Chính xác. Mấy nó nhục lắm, nó nhục lắm. Đủ mấy năm hàng một năm phải trả mấy tỷ đô la cho Mỹ, thằng Nhật cũng vậy, phải trả tiền bảo kê, giống như bảo kê giang hồ ấy. Giống như kiểu như mày có cái động đủ chứa gái, mày muốn làm ăn ngon lành phải mướn thằng xâm trổ ra để canh gác, đủ vậy mà kêu mày tự do, vậy mày xứng đủ mấy đồ thứ khùng. Mẹ ba cha mày bị đào mồm mà mãi mà lên đủ mày, vậy mà kêu mày không nhục nhã mày phải đi, mày không đủ sức mạnh để mà răng đe người ta, mày phải đi nhờ giả người khác là canh canh cửa cho mày à, đủ mày vậy không biết nhục mà còn đủ mắt lên nói đủ mày, tào lao lao đất nước nào cũng vậy, đất nước Việt Nam là không muốn bất cứ kẻ ngoại xâm nào bén mảng vào, bất cứ ai đánh tất tần tật luôn đủ, được chưa, kể cả vấn đề chính trị, kể cả vấn đề xã hội cũng vậy nữa. Đủ một cái lý do, một cái lý do đơn giản nhất là hai miền thống nhất Nam Bắc mà nó còn đéo hiểu nữa. Nó hỏi đồ chống Mỹ, chống Mỹ cái gì tàu lao mở ở đây có Chí Phèo còn trả lời thằng mồm lúc mất chỗ à, đã trả lời mày rồi, Mỹ rút nhưng vẫn đánh những kẻ như ông cha mày mà có tư tưởng liếm đít ngoại bang là quạch. Đúng đó. Đúng rõ ràng, bởi vì cái hậu quả nó khôn lường, nó không làm, nó không quýnh bằng quân sự được thì nó quýnh bằng cái mưu mồ, vấn đề bất ổn xã hội, vấn đề chính trị, vấn đề nó len lỏi vào những cái chuyện mà rất ư là xấu xa bẩn thỉu. Nó đào tạo một cái lớp trẻ, một đào tạo một cái lớp trẻ người là mở đích ngoại bang này, các cái đó nó đánh hết á, đủ mà dẹp tan chặt mắt luôn, đủ mắt được không, bởi vì cái mỗi lần mày biết rõ ràng cái dư cái hậu quả của người Mỹ mà đem qua Việt Nam tới bây giờ nó vẫn còn, mày thấy rõ ràng nó vẫn còn, nó vẫn còn những kẻ mù mờ khái niệm yêu Mỹ, yêu Mỹ đất nước Mỹ liếm đích Mỹ, nó chúng ta rõ ràng là nó có chữ Mỹ hầu như nằm trên đầu cha của nó, trên bàn thờ nhà đó vậy, cho nên vì đó mình phải đánh tất tần tật triệt nọc luôn đó, nó vậy đó. Ở mà cái chuyện mà một cái đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất rồi thôi, cái điều mà người tất cả mọi người dân mong muốn là ngày 73 năm 73 tiếp tới năm 74 đến 75 là người ta muốn thống nhất đất nước, chứ không phải vì đánh Mỹ. Đánh Mỹ chỉ là một cái cớ mà thôi, mà không có thằng Mỹ thì cũng đánh luôn, đủ má, để cho sao, để cho hai miền nó bắt xương mọt, một chuyện đơn giản như rụng má bắt cưới bắt con cạc, đủ mẹ mày bà thôi ta xuống. Dạ, bác này có một người hỏi thăm là Dương Bi hỏi bác giúp anh là gia đình bác khỏe lại chưa, ổn chưa? Nói chung là tất cả mọi người bây giờ đã ổn lại rồi con, cảm ơn tất cả mọi người đã thăm hỏi, thì bây giờ bà xã bác đã phục hồi rồi và ăn uống rất là bình thường thế thôi. Thì cũng cầu cũng may mắn, thì tao còn giữ các bạn, tao còn về Việt Nam đó mà. Lo gì bác, với bác gái cùng với gia đình của anh giữ gìn sức khỏe bác nhất. Ok, thằng đấy nó vẫn khịa bác được một câu này này bác này, thằng mồm lông mắt chó, trước năm 1975 Việt Nam đâu có làm bí ở Trung có làm bí ở Trung Quốc, sau năm 1975 Việt Nam làm bí ở Trung Quốc, Mã Lai, Thái Lan vân vân hả bố cầm? Có chứ, không phải mà ngay bây giờ có luôn, ở Cali làm bí thiếu trai được chưa, mà vô mấy cái tiệm massage người Việt ở bên trên Cali làm bí đại dấu nữa. Mày biết có quán cà phê gì ta, cà phê lú gì đó, nhớ không đó, mà vô coi tại chỗ mày ở đó, cây Cali á, đâu với cái chuyện luôn cái đó à, đúng phải là bình thường quá, có gì đâu. Đi về cái thằng cắt cỏ thuê khắp thế giới ấy, cái thằng Hải Nguyễn nó còn nó nói rằng cái này thì vinh dự của thống nhất là cho người dân đi xuất khẩu lao động ở khắp mọi nơi trên thế giới à. Đây tao nói cho bạn nghe nè, cái đó là người ta muốn cái cuộc sống người ta sung túc, có tiền, đó là không có lỗi, là quyền, có quyền tự do của mỗi người. Giống y chang như mày ở thành phố, mày ở dưới thôn quê, mày ở dưới Cà Mau vậy, mày làm ăn thất bát rồi tự nhiên mày lên thành phố mày mướn nhà trọ mở, cái chuyện không quan trọng. Mà cái quan trọng cho này là có những người Mỹ tự nguyện nha, tao đã cho tụi coi hết rồi, tự nguyện ở bên này đi qua Việt Nam sinh sống, và họ đã tương đối là họ yêu mến đất nước này và họ không muốn về. Cái đó mới là ghê, đó là người Mỹ á. Đó, cái thằng mà chết gì đó mình thấy không, đó rất là nhiều thằng, rất là nhiều người, và rất là nhiều người lấy vợ lấy chồng ở Việt Nam, lấy vợ ở Việt Nam và ở tại Việt Nam. Cái đó là cái gì, Mỹ xuất khẩu lao động á hả? Đúng rồi, thằng Mỹ xuất khẩu lao động ở Việt Nam rất là nhiều, mà thậm chí nhiều người nước khác nữa chứ không phải riêng Mỹ luôn.
tao thấy có là cả Anh, Đức, là Đức, là Canada, là đủ trò lớn trời, đủ đó, đó mấy đó xuất khẩu lao động hả? Đủ nói người thấy ngu, đủ không có ngu, đủ thấy xuyên tạc, mà xuyên tạc đần, xuyên tạc đủ mà xuyên tạc mà không có là không có kiến thức, đủ má nó mệt quá, mệt. Còn tôi nói một cách khác là người nào mà qua nước Mỹ này để mà đi làm á là toàn là người ta đi đào mỏ, nó thẳng mày đào mỏ, mày giống như kiểu như tổ ong có mật là đi như có ruồi, cái có mật là ruồi có kiến, tôi rõ ràng vậy, chỗ nào ngon là ăn không, ăn xong mình đi về, được chưa? Mất mới vậy, đúng rồi. Mày không tin mày lấy một cục giọt mật đi, mà nhỏ xuống đất đi, bảo đảm mày chút xíu là có con kiến bu liền. Thì đồ thằng Mỹ cũng vậy, mày nhiều tiền quá mà, đồ mày đếch, mày kẹo quá, mày không cho tao, người ta qua ta cào, ta ăn cho sạc rồi ta đi về, được chưa? Không bình thường. Ok. Rồi, ok, cháu cảm ơn bác. Rồi. Bác với cả gia đình giữ gìn sức khỏe đó. Rồi, ok.